Hello, xin chào tất cả anh em. Tiếp tục giới thiệu cho anh em một chiếc quạt cực khủng đến từ thương hiệu của Fuji, một trong những cái hãng có thể nói là đình đám nhất của quạt Nhật. Thì như anh em có thể thấy, đây là một con cóc khổng lồ, một chiếc quạt cóc với cái cánh của nó là cánh 40, rất là lớn. Và anh em nhìn cái form dáng của nó nhìn rất là đẹp. Đó. Điều đặc biệt anh em có thể thấy nhìn vào cái bộ lồng của nó này, siêu mới. Có thể nói là con này đẹp đẹp tuyệt vời luôn, Fuji Electric, cái dòng Silent Fan đó. Và con này số của nó anh em có thể thấy nó là cái số remote nằm ở đây, nó có hai số, có số 1 và số 2 thôi. Anh em có thể thấy quạt rất là khỏe, cánh 40 nhưng mà nó rất là êm đó. Tút lăng của nó là tút lăng nhiệt, lồng xi mạ mới cứng luôn. Đằng trước là xi mạ, đằng sau là lồng sơn. Anh em có thể thấy lồng sơn này, chứ không phải lồng nhũ. Đó, rất là đẹp. Độ mới của này rất là cao. Anh em mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua con quạt Fuji này nhé. Rất là hiếm, về được một cây mà cánh 40 mà lại là dòng quạt cóc. Cóc nhưng mà cóc này, cóc ông trời rồi. Rất là bự. Đấy. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua con cóc cậu ôm trời này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. À quên, bên em trên các video em cần phải nói là hiện tại thì đã có cửa hàng ở ngoài Hà Nội, ở khu đô thị Đằng Xá. Anh em muốn xem hàng thì có thể ra Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh đều có, để thuận tiện cho anh em trong cái vấn đề mua sắm. Cảm ơn tất cả mọi người.